Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là con 500TX em tiếp tục về. Con này là bản cao cấp nhất của 500TX nha các bác. Một lô điện cực kỳ xuất sắc nha. Các bác nhìn và ngắm những núm của nó này, vòng vàng chóe ánh kim. Con này giá 33 triệu 500 nha các bác. Bản cao cấp nhất nha các bác. Một lỗ điện nha. Còn hai lỗ thì nó sẽ khoảng 31 triệu thôi. Đánh 200 luôn. Con này series là NEM 8252 nha. Điện 120, 240W, 320VA. Hai nếp sằng quân đội nha các bác. Nếu các bác nào mình đã chuyên fixer thì cũng đã biết những dòng này. Đời chót nó xin nó có AUX, nó sẽ có phần 4 CH này. Còn đời thường thì nó sẽ không có nha. Máy đẹp xuất sắc hết nha các bác. 33 triệu 500. Đối tác của các bác chơi những dòng AR hoặc là những dòng loa cổ của Mỹ Nhật. Bass 30-40. Tiếng của Fixer thì không cần bàn, những dòng cực kỳ nổi tiếng như là 500TX hay 800T cực kỳ hay. Vâng, đây là phía dưới của em nó nha các bác. Đây, sáng tròn và những cái chân zin của nó nha. Ốc nó là ốc tán. Em sẽ mở và mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Vâng, và đây là nội thất bên trong. Nắp nó là nắp nâu sần nha các bác. Tăng phô màu xanh, lục quân đội nha. Có hai nút vàng hai bên. Các bác rất là đẹp nha, sò số 7 nha các bác. Đây, đây là bo mạch âm sách của 4 kích và đây là cảm biến nhiệt 4 sò Motorola số 7. Lại bác nào sưu tầm con cao cấp này thì alo cho em nha. 4 con Motorola số 7. Đây là phần rê đài. Rồi sau đây mời các bác cùng xem phía dưới luôn nha. 4 con Motorola cực kỳ quý nha các bác. Đây là phần bo mạch âm sách, bo phần mạch công suất 4 kích này, Motorola. Vâng, và đây là nội thất phía dưới của con Fixer 500TX đời chót cao cấp nhất nha các bác. Đời này thì không khác gì 800T mà giá nó hợp lý. Đây, hai tụ nguồn và những phần nguồn. Đây, tăng vô xanh quân đội nha các bác. Rất là xuất sắc luôn nha, tất cả riêng đế nha các bác. Bác nào muốn sưu tầm con này thì alo cho em. Các bác thấy này, phần chrome này sáng tròn luôn nha. 33 triệu 500 đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào yêu thích con Fixer 500TX này thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Em giao hàng và ship hàng tận nơi, chuyện không đủ em vẫn bớt vài trăm cho các bác nha. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, em ship hàng tận nơi. Vâng, em chào tất cả các bác nha. Thì nay em lên sóng con siêu phẩm 800T đẹp thiếu mũi xốp cho các bác cùng xem. Nói chung nó rất là đẹp các bác, một trong những dòng âm ly đình đám của Fixer. Top 1 của Fixer 800T. Con này là đời chót, đời cao nhất nha các bác, một lô điện nha. 800T nó sẽ có đời hai đời, một đời tiềm nhiệm của 500TX và một đời chót là trước mắt các bác. Còn đời tiềm nhiệm thì nó rỉ hơn con đời chót khoảng 3 đến 4 triệu nha các bác. Con này thì bác nào sưu tầm thì alo cho em, đang chơi cặp loa AR3 hoặc là chơi những dòng loa cổ Bass 40 như Pioneer 99A, nhìn những dòng xanh xui 5500 vân vân. Những dòng KLH, dòng đời cao, Antet, đặc trưng dòng Fixer tiếng rất là đầm và tiếng bass rất ra rất là sâu, rất là hay. Bây giờ mời các bác cùng xem đồ đẹp từ những nấm nút nha. Máy chắc bãi, con này em đã bay về chưa qua tay người dùng Việt Nam. Các bác sẽ thấy đồ đẹp từ những nấm nút và mạch tiền vàng chóe luôn nha. Con này giá 52 triệu cho các bác. Máy cực đẹp, hàng sưu tầm nha. Hiện tại em có một con duy nhất. Và 500T thì em vẫn có, 500TX thì 31 triệu nha các bác. Đây, đây là đời một lô điện là đời chót nha. Còn cái đời tiềm nhiệm của 500TX thì nó có hai lô điện, đây là một lô điện này, hai cầu loa AB A kèm B. Con này series là
62978 nha, 62978. Rất là mới, tem cờ còn nguyên hết, 800T. $52 nha các bác, bao gồm phí ship rồi nha. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm và có thể xem. Vâng, đây là cái vỏ nâu sần của em nó nha các bác. Đây, tem cờ là còn nguyên luôn này. Vỏ nâu sần của em nó đây. Con này là sò số 7 nha các bác. Sò số 7 giá trị nha. Nó cũng có đời sò số 5 nhưng mà đây là sò số 7 nha. Các bác thấy không? Tem cờ nguyên hết. Rồi, mời các bác cùng đi vào nội thất bên trong để mình cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con 800T. Huyền thoại của Fixer này. Đánh AR3 gọi là đỉnh của đỉnh nha các bác. Vâng, mời các bác cùng ngắm. Nếu các bác nào mình đã chơi Fixer và yêu Fixer thì thấy con này chắc cũng phải là thốt lên. Ui sao mà nó đẹp thế. Đây, tem cờ còn nguyên hết nha các bác. Con này giá trị sưu tầm rất là cao nha các bác. Những cái tăng phô là đủ yêu rồi. Yêu ở cái ánh mắt đầu tiên luôn. Đấy. Đây, mời các bác cùng ngắm nha. Đây, mời các bác cùng xem. 4 sò số 7 nguyên mộc mạc. Đây. Chắc khỏi nói luôn nha các bác. Các bác cùng xem cùng ngắm em nó nha. Rồi, mời các bác cùng xem phía dưới luôn nha. Vâng, và đây là phía sau của em nó phía dưới các bác. Ngắt ngay trong thời điểm hiện tại chắc con này là gọi là số 1 nha các bác. Fixer 800T được chốt. Không có đối thủ nha. Chiếu mỗi hộp shop nha các bác. Quá đẹp đi. Bác nào yêu thích con 800T này thì alo cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại phía trên màn hình.